Hello mọi người nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ nổ một cái con máy KV này, KV E500 này cho một anh khách quen đã từng mua máy bên bên tỏi bãi rất là nhiều lần rồi. Thì hôm nay anh nói là roda cho anh một con thật là kỹ về anh làm luôn. Thì cái con máy này là cái con KV E500 và piston của nó là lên tới 45 ly nha mọi người. Thì con máy này thì mình sẽ roda cho anh và gửi về cho anh. Đó. Thùng đây hôm qua quên đóng hàng xong rồi mới nhớ ra là anh ở Thanh Hóa, anh bảo roda cho anh luôn, anh lấy thêm cả nhớt nữa, nhớt thì anh lấy thêm nhớt hu mà rồi anh lấy thêm nhớt hu này. Đó, xài nhớt xịn luôn anh nha. Bây giờ nghe thử tiếng máy nhá. Ây da. Kéo dây là nó muốn nổ rồi. Mình chia sẻ cho mọi người thêm một cái câu chuyện nữa. Đây là cái con máy mà thực sự là mình cũng thấy cũng nói chung là muốn chia sẻ với mọi người. Đây là một cái con máy 021. Con này thì mình mới đăng lên, chưa kịp đăng giới thiệu lên nhiều. Thì có một cái anh khách là anh ấy đã cọc mình một cái con máy 021 từ năm ngoái. Từ 26 tháng 12 năm ngoái. Đó, 26 tháng 12 năm ngoái mà trong cái quá trình là cọc xong rồi anh bảo là bây giờ anh muốn lấy cái con máy đó. Thì anh cọc rồi qua Tết anh lấy. Mọi người, qua Tết, ăn Tết xong anh sẽ lấy. Thì mình hỏi là thế chừng nào thì gửi đi cho anh được. Anh bảo thế chừng nào mà anh có tiền á thì gửi ra cho anh. Thì thực sự là khi mà ăn Tết xong á thì anh ấy lại kiểu như là đang bị thiếu tiền. Thế xong rồi cái con máy đó mình chờ miết cho đến khoảng tầm tháng tháng 4, tháng 5 á, là không thấy anh ấy trả lời, hỏi anh ấy bảo thế anh có lấy không để em gửi hàng ra thì cũng thấy anh ấy im, anh không nói gì hết. Xong rồi mình có khách đến thì mình bán cái con máy đó rồi. Thế anh ấy bảo là thế hôm ngày hôm qua mình mới đăng cái video lên, anh bảo thế cái con 021 còn không. Thì mình bảo là còn, cái con đó còn mới có con đẹp lắm. Thì anh bảo thế cho anh chốt con đó đi, tức là cái con này này. Thì anh bảo thế cái tiền cọc thì như thế nào, tiền cọc thì sao. Thì mình bảo là bây giờ thì anh cọc rồi thì coi như là em giữ tiền cọc giúp anh thôi, chứ bây giờ không lẽ lại đi lấy cái tiền cọc của anh. Mà trong khi đó là anh cọc từ năm ngoái luôn nha mọi người, từ năm ngoái luôn đến bây giờ nó khoảng tầm cỡ 6-7 tháng rồi. Thực sự ra là khách muốn mua máy đặt cọc đến lúc nào lấy máy cũng được, ví dụ như không lấy con đó lấy con khác cũng ok luôn, nhưng mà sẽ báo lại cho mình một tiếng. Nếu mà là máy mới thì rất là thoải mái, nhưng là đây là con máy cũ mà anh cọc con máy cũ mình bán đi rồi ấy, thì nếu nhưng mà có một con máy đẹp hơn đó anh em hiểu không, con máy đẹp hơn thì tốt, còn nếu mà con máy mà xấu hơn thì mình sẽ bớt giá lại mọi người đó ạ. Thế nhưng mà vô tình là có một cái con máy đẹp hơn cái con máy đợt trước anh cọc nữa, thì quyết định là gửi đi cho anh và mình sẽ không lấy bất kỳ một tiền đồng tiền cọc nào, tức là mình sẽ trừ vào cái tiền cọc cho anh luôn. Con máy này thì mình sẽ trừ vào tiền cọc cho anh, thì anh được cái là sẽ lấy được con máy đẹp hơn và vẫn cái số tiền đó, coi như là mình giữ giúp anh cái tiền cọc đó thôi mọi người. Còn máy hôm nay mình đi rất là nhiều, đang roda 250 cho khách nữa, thì mình làm thì mình sẽ không bao giờ lấy của khách 1.000 nào, nếu như mà khách có nhu cầu muốn mua thì bên mình sẵn sàng mà lấy tiền, giữ tiền cọc giúp khách, rồi khi nào mà khách đủ tiền thì lấy máy cũng vẫn ok. Cũng có rõ là có rất là nhiều cái trường hợp như thế này mọi người, khách không dám giữ tiền tại vì gom tiền là cứ gom đến đâu là nó hết đến đó, nên là khách gửi tiền tới gom dần tới khi mà đủ máy đó. Rồi hôm nay là anh đủ tiền rồi đó, em còn bao nhiêu đó em gửi máy ra cho anh đi, rồi anh sẽ thanh toán nốt để lấy một con máy. Đúng, thực sự đó là có thật nhưng mà
người ta trả góp nhưng mà góp trước rồi mới lấy máy sau. Thực sự đó là điều có thật. Thì cũng cảm ơn, rất là cảm ơn mọi người thì đã tin tưởng ủng hộ bên tỏi bãi suốt thời gian vừa qua. Thì đây là những cái con máy gì như là Estin, đa phần là Estin, máy cưa, máy cắt cỏ Estin, và có con máy tay cụt, có một cái con máy tay cụt MS200 kìa. Đây, con máy tay cụt MS200 này thì mình bán giá 6 triệu và cũng có một anh khách lấy rồi. Thì cũng có nhiều người vào comment cái bài mình đăng ở trên TikTok á, thì bảo là con này chắc phải tầm 7 củ rưỡi thì, nhưng mà không tới đâu mọi người. Đó, thì cái con máy này thì là cái con máy về Việt Nam tỏ mới đổ xăng đổ nhớt, nên là cái con này nó gần như là mới luôn. Đó, nó là một cái con tay dài chuyển sang tay cụt. Thì bên mình bán là sẽ báo thực tế cho khách để khách biết là cái con máy nó như thế nào, chứ mình không có chuyển từ cái con máy tay dài sang cái máy tay cụt xong rồi che lấp cái đó, cái điều đó là không bao giờ có. Ở bên mình bán là sẽ báo chính xác cho khách, anh khách ơi, đây là cái con máy tay dài toàn chuyển sang tay cụt đó, cái con máy này là cái con máy mới tinh, chưa có đổ xăng đổ nhớt gì hết đó. Gặp một con máy duy nhất mà trong cái cuộc đời làm máy, gặp một con duy nhất, giữ cái con máy này tới 3 năm rồi mà hôm nay mới ráp tay cụt vào, và đã có khách trước chốt ngay luôn mọi người. Đó, con máy này thì anh về anh nhớ Roda nhé, phải Roda nhé, Roda đi thì nó mới hơi hám, nó mới ngon lành được. Đó, đây, cửa nước nó xì ra mọi người. Để mà kiếm được một cái đầu máy mà đẹp như thế này thì rất là khó. Còn bộ tay cầm này thì có thể nó sẽ dễ hơn. Bộ tay cầm này thì có thể là sẽ dễ hơn. Mình tính mình mua một cái con máy tay cụt mà chỉ để lấy bộ tay này là 2 triệu rưỡi mọi người. 2 triệu rưỡi mà trong khi đó là cái con máy đó lại còn bị cái tay lô nữa. Rồi cuối cùng là về mình lại có một cái bộ tay này, có một cái bộ tay này, ráp bộ tay vào luôn. Toàn bộ trên này là đồ xịn hết, tay xịn luôn, tất cả mọi thứ lọc gió đồ này kia xịn hết. Đó, nói chung là mua một cái con máy tay cụt hỏng 2 triệu rưỡi về không lấy được cái gì hết, thật là đáng buồn. Chỉ lấy được cái nắp này này, cái nắp này và cái lọc gió và cái miếng đệm đằng sau vậy thôi. À, với cái tay thắng này nữa, chứ còn nguyên cái bộ tay đen này là mình lấy của mình hết rồi. Ok, cảm ơn mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên like đăng ký kênh của Toàn.